Các bạn đang nghe truyện tối cường sinh hóa thể trên kênh TV Audio CV. Chương 92, tỷ đấu giả mang. Sắc mặt lăng tu rất là khó coi, hắn thực sự rất muốn nói với Trương Nhất, nguyên bản những cô gái này đã chuẩn bị để cho bọn họ rời đi, mà cái miệng Trương Nhất này lại làm chuyện tốt. Trong lòng mặc dù rất khó chịu rất tức giận, thế nhưng hắn cũng vô điều kiện đứng ở phía Trương Nhất. Bị nữ tử hùng hùng hổ hổ, Trương Nhất ho khan vài tiếng quát, ta có cái gì không dám, chỉ là chúng ta có ba người, ta kiến nghị đấu tam trận hai thắng chế. Hắn thật đúng là không có lòng tin có thể đánh thắng nàng béo, chỉ phải kéo lăng tu và đường tiểu mạc xuống nước. Ba cục hai thắng, Dương Thi Vân cười lạnh nói, vậy ngươi nghĩ so đấu thế nào? Ta đánh cùng nữ nhân béo này, các ngươi lại phái ra hai người, so xả kích với biểu muội ta, so công phu lão lăng huynh đệ ta. Trương Nhất nói rất đỉnh đạt, kỳ thực cũng rất tinh khôn, hắn biết đường tiểu mạc có tài bắn rất kinh hồn, cũng biết thân thủ lăng tu siêu cường, vô luận hắn và nàng béo tỷ thí có kết quả làm sao, hai trận phía sau cũng đều nắm chắc thắng lợi. Chỉ đơn giản như vậy, Dương Thi Vân đạm mạc hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, tình huống gì, chẳng lẽ Lâm Đại Ngọc này phi thường lợi hại, trong lòng trương nhất lột bột, sau đó lấy lại bình tĩnh, nói, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Tốt, cứ làm như vậy. Dương Thi Vân nhẹ nhàng cười, xoay người, trở lại ghế bành ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tay trái chống cầm, có tư thái rất hào hiệp, hiện ra phong phạm nữ đế. Nàng phất phất tay, trao đổi nhãn thần cùng Hồng Diệp trong chốc lát. Hồng Diệp liền đứng dậy, hiện tại liền bắt đầu thi đấu. Quay đầu nhìn phía nàng béo, nàng béo, hảo hảo giáo huấn hắn, không nên nương tay, coi như đã thương đánh cho tàn phế cũng không ai trách ngươi. Nương cái rảnh, vừa nghe lời này, trong lòng trương nhất liền mắng mẹ. Yên tâm đi hồng diệp tỷ ta nhất định đánh cho nam nhân này không có khả năng tự sinh hoạt. Nàng béo bẻ các đốt ngón tay kêu, Khanh khách, sau đó không biết từ địa phương nào cầm đến một cây thiết côn, hai tay dùng lực, thiết côn thẳng tắp đã bị xoay thành hình, u, tiếp theo liền tiện tay ném xuống đất. Trầm. Nhìn thấy một màn như vậy, trương nhất nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lăng tu thở dài một tiếng, bắt đầu mặc niệm vì hắn. Biểu ca, nếu không ngươi trực tiếp nhận thua đi, dập đầu nói lời xin lỗi kỳ thực cũng không có gì. Đường tiểu mạc lo lắng thay hắn. Nhận sai A, à, này bà béo chết tiệt này phỉ bán ta ngay trước mặt nhiều nữ nhân như vậy, mặt biểu ca ngươi đều mất hết, không tìm trở về một chút mặt mũi, sau này ta tâm lý nhất định sẽ có bóng ma, lão lăng, ngươi nói có phải không, trương nhất nói. Phải cái mũi ngươi A, à, đúng là biết tìm việc cho ta, Lăng Tu bất mãn liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ngươi xem, lão Lăng rất đồng tình với lời của ta nói, hắn đã dùng nhãn thần biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Trương Nhất nói với đường tiểu mạc. Ta! Lăng Tu không biết nói gì. Gió thổi nhẹ, để cho tóc mọi người nhẹ nhàng phiêu đảng. Trong thao trường, Trương Nhất cùng nàng béo đứng mặt đối mặt, trong tay bọn họ cũng không có vũ khí, ị tay không có đeo găng tay tiến hành vật lộn. Hồng Diệp hét một tiếng, bắt đầu, nàng béo dẫn đầu gào lớn chạy hết tốc lực tới hướng trương nhất. Thân thể hơn 200 cân, ngay cả mặt đất như đang chấn động, nàng trực tiếp dùng vai hung hăng đánh vào trên người trương nhất. Trương nhất tuy rằng giao hai cánh tay tiến hành đón đỡ rồi, nhưng cổ cường lực này đập vào để cho cả người hắn lui ra ngoài ba bốn thước mới khó khăn lắm ổn định lại được thân hình, trong cơ thể khí huyết sôi trào, như bị ô tô chạy như bay đánh lên. Mụ nội nó, đây là một đầu tang thi loại S sao. Tâm trạng vô cùng hoảng hốt, âm thầm bội phục sự cơ trí của mình, hoàn hảo kéo biểu muội và lão lăng vào, bằng không cuộc tỉ thí này hắn không thua là không được. Ha ha! Quá yếu, nhận một chiêu của nàng béo mà đã thành bộ dáng này. Nàng béo, hảo hảo giáo huấn hắn. Cho tên này kiến thức nữ nhân chúng ta lợi hại ra sao? Thấy trương nhất rất là chật vật, các nữ tử liền lớn tiếng cười nhạo. Nàng béo đồng dạng chỉ vào Trương Nhất, như cái tên kia sang sảng cười ha hả, người nam nhân thúi không chỉ có di di nhỏ, hơn nữa chỉ biết nói mạnh miệng, thực sự là cười chết lão nương mất. Còn nói đến vấn đề di di nhỏ, Trương Nhất nổi giận. Thả ngươi mẹ ngươi, lão tử là hùng ưng, lão tử là hùng ưng A, ách A. Bạo rống một tiếng, sát khí cả người Trương Nhất tăng vọt, giống một đầu giả thú lao tới. Hai mắt đỏ ngầu, nắm tay dày đặc như mưa rơi. Sắc mặt nàng béo đại biến, nàng tuy rằng dùng song trưởng cản lại từng quyền, nhưng trên nắm tay mang theo lực lượng cương mảnh bá đạo, chấn đắc hộ khẩu nàng mơ hồ đau đớn, hai cánh tay cũng kịch liệt tê dại, phải lui liên tiếp về phía sau. Trương Nhất nổi giận ép sát, mỗi một quyền đều bao hàm tôn nghiêm của nam nhân, lực lượng quả nhiên là kinh khủng như vậy. Thế tiến công của hắn rất cuồng mảnh, nàng béo lộ ra kẻ hở, khóe miệng Trương Nhất hiện ra một nụ cười hưng phấn bà béo chết bầm, ăn một quyền lão tử. Hữu quyền thế như trẻ tre đi qua khe hở, mang theo chi thế lôi đình vạn quân giả vào ngực nàng béo. Thế nhưng một quyền này đánh vào, trương nhất cảm giác không có đánh vào thực tại, phản phất như đánh vào kẹo đường, mềm nhũng, lực lượng trong nháy mắt bị cổ nhu lực bao phủ, sau đó tiết ra. Bộ ngực đã bị tập kích, nàng béo phát sinh một tiếng ngâm khẽ, chợt quắt mắt nhìn trừng trừng trương nhất, nam nhân thúi, người dám bóp vú lão nương, lão nương giết ngươi nổi đó nàng béo vung tay túm cổ trương nhất trương nhất không phản ứng kịp ngay cả hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn đang dãy chết phía sau lưng bị hai cánh tay kèm thép cắt gao thắt lưng như muốn chặt đứt mẹ nó bà béo chết tiệt mau buông lão tử ra trương nhất không ngừng kêu khổ dùng sức giãy giụa lại phát hiện khí lực của mình không so được với nàng béo nàng béo đâu đồng ý buông tha hắn ăn đậu hũ của nàng nàng hiện tại đã muốn hung hăng giáo huấn trương nhất lực cánh tay nàng rất lớn trương nhất ở trong ngực nàng tựa như trẻ con chưa cai sữa mặc cho nàng tùy ý chà đạp trương nhất khóc hắn biết mình không phải là đối thủ của cái nữ nhân béo này nàng béo tốt giết hắn giết cái nam nhân thúi này lại thêm chút lực hắn không kiên trì nổi rồi thắng nữ nhân chúng ta có thể chiến thắng nam nhân các nữ tử lần thứ hai hưng phấn đều lên tiếng cổ vũ cho nàng béo. ca. ca, ca. phần eo phát sinh trận trận kêu lên, rất hiển nhiên sắp không chịu nổi này của lực này mà muốn gãy lìa. lăng tu đang muốn xuất thủ ngăn cản, trương nhất lại bỗng dãy ra một cánh tay. nãi nãi của ngươi buông ra cho lão tử. hung hăng đánh vào mặt nàng béo, lực đạo vô cùng cương mảnh quán chú xuống, nàng béo chỉ cảm thấy toàn bộ đầu chấn động kịch liệt, cánh tay ôm trương nhất cũng nới lỏng ra. Trương Nhất Hạ trên mặt đất, quỳ một chân trên đất thở gấp từng hơi. Nàng béo bị hắn đánh một quyền, mặt vốn là mập mạp không chịu nổi lại lần nữa sưng lên một chút, ý nghĩ càng choáng váng nặng triểu, chỉ không ngừng gật gù, thần trí trong chốc lát không cách nào rõ ràng. Nàng béo! Nàng béo! Các nữ tử nhanh chóng tiến lên, nâng nàng dậy từ dưới đất. Sau một khắc, tất cả mọi người đều chỉ đầu mâu hướng trương nhất. Nam nhân thúi chết tiệt, Dám đã thương nàng béo, đi tìm chết sao, lúc này dơ sung lên hung hăng hướng về phía trương nhất. Ánh mắt lăng tu ngưng lại, như một trận tật phong lướt qua, chắn trước mặt trương nhất, khai sơn đau nơi tay, cả người như sát thần phụ thân, một cổ sát khí làm người ta lãnh đến tận xương cốt trào ra. Đám nữ tử này chợt trung mình một cái, nhất tề dừng bước. Tránh ra, nếu không cùng bắn chết ngươi, một nữ tử cầm súng tự động, chỉ vào lăng tu lớn tiếng quát lên dưới hơn 10 khẩu súng tự động nhắm vào, trong tròng mắt lăng tu không có một tia kinh hoàng, có, chỉ là một mảnh băng lãnh. Hắn dễu cợt cười cười, nói, các ngươi truy cầu bình đẳng, nhân quyền, công chính, những thứ này cũng không có sai, nhưng các ngươi muốn giết huynh đệ ta, ta tuyệt không đáp ứng. Giọng điệu thay đổi, các ngươi tin hay không, trước khi ta biến thành thi thể, chí ít ta có thể kéo ba người trong các ngươi chôn cùng. Thanh âm bàn như đến từ địa ngục, không hề có tình cảm chữ chữ tràn ngập sát khí hoàn toàn là không tính toán hậu quả lộ ra quyết tâm ngọc đá cùng vỡ nhiệt độ toàn bộ không gian đều giảm xuống vài phần một trận gió nhẹ thổi tới đám nữ tử này chỉ cảm thấy lông tơ cả người đều dựng lên các ngươi muốn làm gì đều lui ra cho ta hồng diệp lên tiếng khiển trách mọi người lúc này mới thu hồi súng tự động lui sang một bên dương thi vân ngồi ghế thái sư Đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lăng tu, lời của lăng tu, làm cho nàng rơi vào trầm tư, nàng thật không ngờ, một cái nam nhân mới đến không bao lâu, chỉ một câu liền nói trúng tâm sự của các nàng, biết xác, các nàng đoàn kết cùng một chỗ, chính là vì sống được giống như một người bình thường, đường tiểu mặt lúc này cũng chạy vội tới, cùng lăng tu nâng trương nhất dậy. Trương nhất nhiệt lệ đầy doanh, lão lăng, đời này có người huynh đệ như ngươi, thật đáng giá vừa rồi lăng tu xông lên vì ngăn cản nòng súng hắn hắn khiếp sợ và xúc động không nói ra lời ngươi sau này ít trêu chọc phiền phức cho ta lăng tu tức giận trừng hắn dựa vào nếu là người khác nói ngươi di di nhỏ như cây tâm ca nhìn ngươi cấp bách hay không trương nhất phàn nàn gương mặt nói lăng tu bất đắc dĩ lắc đầu không biết nên nói cái gì nghỉ ngơi một lát sau trương nhất liền hướng hồng diệp hỏi ván này coi như người nào thắng Thế hòa. Không đợi Hồng Diệp trả lời, Dương Thi Vân từ ghế thái sư đứng lên, chấp hai tay sau lưng, đạp ưu nhã bước tới. Trong lòng Trương Nhất không cam lòng, muốn lên tiếng tranh luận, Lăng Tu trực tiếp che miệng hắn, đỡ để hắn há miệng thúi lại treo chọc ra cái gì chuyện khác. Tiếp xúc một phen, Lăng Tu cũng không ghét những cô gái này, các nàng sở dĩ biến thành như vậy, còn chưa phải là bởi vì cái thời thế chết tiệt này sao? Dương Thi Vân thu hồi ánh mắt từ trên người lăng tu, ngược lại rơi vào trên người đường tiểu mạc, cười nói, muội muội kế tiếp tỷ tỷ và ngươi tỷ thí xạ kích. a à, Dương Thi Vân, ngươi, ngươi so với ta. Đường tiểu mạc mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, nàng không muốn đấu cùng Dương Thi Vân tỷ Dương Thi Vân kéo đường tiểu mạc, khẽ cười nói, đi thôi, để cho tỷ tỷ xem bản lĩnh xạ kích của ngươi. Đoàn người đi tới phía sau núi, nơi này lại bị cải tạo thành bãi bắn bia. Mười cái bia ngắm vẽ một vòng tâm đứng ở chân núi, mà vị trí bắn bia cùng cách xa nhau chừng trăm thước. Muội muội mời, Dương Thi Vân thản nhiên cười, đem một khẩu súng tự động đưa tới trước mặt đường tiểu mạc. Đường tiểu mạc lắc đầu, quơ quơ trong tay cung nỏ, Dương Thi Vân, ta quen dùng cái này. Trên mặt Dương Thi Vân xẹt qua một tia kinh ngạc, chợt vỗ vỗ vai đường tiểu mạc, không cần có bất kỳ áp lực, tỷ tỷ muốn nhìn một chút thực lực chân thật của ngươi, đừng làm cho tỷ tỷ thất vọng. Ân. Đường tiểu mạc trịnh trọng gật đầu. Hưu. Một mũi tên bắn ra, trúng mục tiêu vòng 10. Mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, đều là trúng mục tiêu vòng 10. Thấy được tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, khiếp sợ nhìn đường tiểu mạc, cũng không nghĩ tới đường tiểu mạc có tài bắn như vậy. Dương Thi Vân cũng có chút vô cùng kinh ngạc, lập tức cười cười, gương mặt khiến người ta vô hạn mỹ cảm. Chính tiễn, đều là trúng vòng 10, duy chỉ có mũi tên cuối cùng, bởi vì khi bóp cò súng bị gió thổi tới một hạt cắt tiến vào trong mắt, nên phương hướng hơi lệch, không có trúng mục tiêu vòng 10, mà là đánh vào vòng 3. Tiểu mạc có thành tích là 93, thanh âm hồng diệp vang lên. Trương Nhất hưng phấn cười to, xoay mặt đường tiểu mạc, lại vỗ vỗ đầu đường tiểu mạc, biểu muội, ngươi thực sự là quá tuyệt vời biểu ca yêu ngươi chết mất ai ui. Đường Tiểu Mạt vẻ mặt ghét bỏ đẩy hắn ra, không vui nói, đáng ghét chết mất, còn xoay mặt người ta, sớm biết vậy ta liền cố ý bắn không trúng. A ah ha ah ah ha ah. ha. Trương Nhất cãi cái óc hàm hàm cười. Cái nam nhân này cười thật tiện. Đúng, Vân tỷ chúng ta cũng còn không có bắt đầu bắn, cái này cũng cao hứng quá sớm rồi. Hừ hừ, chờ chút Vân tỷ sẽ làm hắn tâm miệng các nữ tử thấy Trương Nhất không vừa mắt. Trương Nhất cũng không lý luận cùng các nàng, tự mình huyết sáo, dù sao ván này thắng chắc rồi, ván kế tiếp lão lăng xuất thủ, nữ nhân ở nơi này, người nào có thể là đối thủ, thắng, không cần lại dập đầu nói xin lỗi, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Nhưng ở lúc này, Dương Thi Vân bỗng dưng dơ lên súng tự động, tiến hành bắn tỉa. Phanh, phanh, phanh. Từng phát súng được bắn ra, động tác nước chảy mây trôi về, thật giống như quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh, khiến người ta rung động. Lăng Tu và Trương Nhất cũng còn không có phản ứng kịp, thậm chí chính là thời gian một cái nháy mắt, nàng cũng đã bắn xong 10 phát. Báo kết quả, Dương Thi Vân thu thương mà đứng, trên gương mặt lộ ra thần sắc tự tin. Vòng 10 Vòng 10 Vòng 10 3 vòng, tổng cộng cũng là 93 vòng, ngang tay, hồng dịp lớn tiếng hô. Ta choáng, không thể nào, tài bắn cũng mạnh mẽ như vậy, trương nhất trừng mắt nhìn, cảm thấy khó có thể tin, sau khi thấy đường tiểu mạc xạ kích tan thi loại dê, hắn cho rằng trên thế giới này không có người nào xạ kích hơn đường tiểu mạc, nhưng hiện thực đã tác cho hắn một cái. Dương Thi Vân, ngươi thật là lợi hại. Ngươi mới nổ súng, thực sự quá giỏi. Đường tiểu mạc nhìn Dương Thi Vân, khuôn mặt sùng bái. Dương Thi Vân vô cùng thân thiết vỗ vỗ đầu của nàng, ngươi cũng không sai, có thể sử dụng cung nỏ đánh ra 93 vòng, đủ để nói rõ ngươi có thiên phú cực cao ở phương diện xạ kích. Lăng tu ở một bên đứng lẳng lặng, lông mày hơi nhăn lại, hắn mới vừa thấy rất rõ ràng, lúc Dương Thi Vân bắn ra cuối cùng thoáng chần chờ chỉ chốc lát, chính là vì chần chờ chỉ chốc lát này, nàng hướng khẩu súng chết đi một phần, nói cách khác, nàng cuối cùng cố ý bắn vào vị trí vòng ba. Nàng sợ đã kích đường tiểu mạc sao, Lăng Tu nhìn phía Dương Thi Vân, giờ khắc này, hắn mới nghiêm túc quan sát người nữ nhân này. Hai tròng mắt thanh nhã như nước, mũi tinh xảo, miệng như anh đào, vóc người mạng diệu, này một cái nhăn mày một tiếng cười, đều lộ ra một phần khí chất nho nhã cao quý, phiêu phiêu như tiên. Trước hai cục đều là thế hòa, một ván cuối cùng này cực kỳ trọng yếu, có thể nói ba cục hai thắng đã biến thành một ván định thắng thua. Trương nhất khẩn trương không dứt, hắn cũng không muốn ngay trước nhiều cô gái như vậy mà dập đầu xin lỗi ho khang một tiếng, nói, Dương Thi Vân, một ván cuối cùng này các ngươi phái người nào so với chúng ta, ánh mắt đã đi tìm kiếm trong đống nữ tử, muốn nhìn một chút ngoại trừ cái nàng béo kia, còn có nữ nhân nào là thuộc về loại hình bưu hãn Đôi mắt Dương Thi Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chưa có trả lời hắn, chấp hai tay sau lưng ưu nhã bước tiến vào khoảng đất trống, chợt xoay người lại, nhìn phía lăng tu, lăng tu, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Trương Nhất Cả Kinh mở to hai mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ chính là bản thân Dương Thi Vân đi ra tỷ đấu cùng Lăng Tu Huynh đệ hắn, lẽ nào nàng ngoại trừ có thuật xạ thuật siêu quần, công phu quyền cước cũng thập phần cao cường, đường tiểu mạc cũng kinh ngây ngẩn cả người, trong miệng tự lẩm bẩm, tràn đầy vẻ lo âu, Dương Thi Vân, món ăn tình yêu. So với việc bọn họ, Lăng Tu lộ ra vẻ thông dong bình tĩnh, đã ở trong dự liệu, Dương Thi Vân có thể trở thành thủ lĩnh của những cô gái này, nhất định phải có chút bản lĩnh hơn người. Cười nhạt, cất bước nghênh đón. Vân tỷ cố gắng lên, hảo hảo giáo huấn hắn. Đúng vậy, giáo huấn thật tốt những nam nhân này, để cho bọn họ biết nữ nhân chúng ta lợi hại như thế nào. Yên tâm đi, vân tỷ lợi hại như vậy, ngay cả nàng béo cũng không phải là đối thủ, hơn nữa thân thể của người này còn yếu ớt hơn so với cái tiện tiện nam nhân kia nhiều lắm, ta dám định, hắn không qua được ba chiêu chúng nữ tử kêu ầm lên lăng tu hoàn toàn không để ý tới những thanh âm này hai tròng mắt ngưng trọng nhìn dương thi vân khóe miệng lộ lướt qua một cái nhàn nhạt cười yếu ớt vừa rồi phát súng cuối cùng là cố ý bắn vào vòng ba phải không tuy rằng trong lòng đã khẳng định nhưng vẫn muốn xác nhận một chút dương thi vân ngẩng người nhẹ nhàng cười là phải hay không rất trọng yếu sao lăng tu kinh ngạc bật cười quả thực không trọng yếu một ván cuối cùng này mới đúng là then chốt quyết định thắng bại, hắn tin tưởng, Dương Thi Vân Tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định là toàn lực ứng phó. Đến đây đi, để cho ta nhìn bản lĩnh ngươi có gì, Dương Thi Vân chấp hai tay sau lưng, phiêu phiêu như tiên, toàn thân tràn đầy một cổ khí chất xuất trần. Lăng Tu cười cười, nói, chưa nghe nói qua ưu tiên nữ sĩ sao? Ưu tiên nữ sĩ, thú vị, Dương Thi Vân hơi sững sờ, lập tức khẽ nở nụ cười. Một giây kế tiếp, dáng tươi cười trong nháy mắt thu liễm lại, nàng chợt hóa thành một đạo mị ảnh nhằm phía lăng tu, ngọc trưởng trắng nõn nhanh như gió, xẹt qua trời cao, thẳng vào ngực lăng tu. Trưởng phong gào thét, trong sát na bắn ra uy thế, như kinh đào hải lãng vỗ bờ, lại như gió bão bao trùng, để cho trương nhất và đường tiểu mạc nhìn trợn mắt hốc mồm, bởi vì thật sự là có chút khó có thể tin, phất tay liền kích động trận trận kình phong, hoàn toàn chính là hình ảnh trong võ hiệp mới có a vân tỷ vừa ra tay mà đã sắc bén như này xem ra là muốn một chiêu đánh ngã tên này chúng nữ tử trong lòng khoái ý thầm nghĩ chờ mong thấy cảnh lăng tu bị một chưởng vỗ bay dương thi vân mạnh mẽ cũng ngoài dự liệu của lăng tu là luyện gia tử hay cũng giống như mình thân thể bởi vì virus ít mà phát sinh biến hóa còn chưa phản ứng kịp ngọc chưởng lực đạo vô cùng đã tới sau đó hoàn thành khắc vào lồng ngực của hắn ầm đại não ông minh rung động một trận lăng tu chỉ cảm thấy như bị một chiếc ô tô chạy như bay tới hung hăng đụng phải ngũ tạng lục phủ đều rung động kịch liệt ngay sau đó thân thể liền hoàn toàn không khống chế được mà bay ngược ra tầm nện trên mặt đất miệng phun máu tươi liền bừng lên món ăn tình yêu lão lăng thấy thế trương nhất và đường tiểu mạc đâu còn có thể bảo trì thái độ bình thường trực tiếp xông tới nâng lăng tu dậy ha ha quả nhiên không được như kẻ lỗ mãng đứng ở đó nhận một chưởng của vân tỷ các ngươi nhìn hắn đều học máu rồi nè lúc trước nhìn nhãn thần hắn đáng sợ như vậy còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại thì ra chính là tên ngu vải ln a không phải là hắn ngu là vân tỷ chúng ta lợi hại các nữ tử đều lên tiếng châm chọc đợi ánh mắt dương thi vân quét tới các nàng mới tâm bất cam tình bất nguyện an tĩnh lại dương thi vân chấp hai tay sau lưng đã đi tới đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lăng tu còn muốn tiếp tục không không đừng đánh dương thi vân chúng ta chịu thua đường tiểu mạc cực kỳ đau lòng nàng tình nguyện chịu thua cũng không muốn thấy lăng tu bị thương nữa trương nhất cắn răng không nói gì thêm so sánh cùng dập đầu xin lỗi hiển nhiên an nguy lăng tu quan trọng hơn khụ khụ lăng tu ho nhẹ vài tiếng giơ tay lên lau vết máu lưu trên khóe miệng sau đó nhẹ nhàng đẩy đường tiểu mạc cùng trương nhất ra đứng lên từ dưới đất. Con người đen kịp như mực lẳng lặng nhìn Dương Thi Vân, khóe miệng treo lên một nụ cười nhạt, lúc này mới mới vừa bắt đầu. Lão lăng ngươi. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Lăng tu cắt đứt trương nhất, thấy đường tiểu mạc mắt đỏ một vòng, liền nghiêm mặt gõ đầu của nàng một cái, đường tiểu mạc, ta phát hiện ngươi hay khóc nhẹ như vậy sao? Kia! Nào có, là mắt không cẩn thận bị hạt cắt bay vào, đường tiểu mạc thề thốt phủ nhận. Quả ngươi có đúng là hạt cắt bay vào hay không, ta đang tỉ thí, ngươi mau cùng biểu ca ngươi lui xa một chút. Lăng tu trách mắng. Nhưng ngươi, ta không sao, mau lui xuống. Không đợi nàng nói xong, lăng tu liền lên tiếng cắt đứt. Đều học máu còn nói không có việc gì. Đường tiểu mạc nhỏ giọng nỉ non, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cùng trương nhất lui sang một bên. Dương Thi Vân Hồ Nghi nhìn Lăng Tu, ngươi thực sự không có việc gì, nàng cũng không muốn thương tổn người trong lòng đường tiểu mạc. Nếu như có chuyện, ta còn có thể đứng sau, Lăng Tu hỏi ngược lại. Một trưởng vừa rồi của Dương Thi Vân, uy lực quả thực thập phần bá đạo, khiến cho hắn thống khổ vạn phần, nhưng thân thể hắn có năng lực khôi phục cực kỳ biến thái, chỉ chốc lát cũng đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là ngực còn hơi có chút khó chịu mà thôi. Mạnh miệng, tên này nhất định là mạnh miệng không sai nam nhân đều chết vì sĩ diện mặc kệ nó dù sao cũng là hắn không biết tự lượng sức mình coi như là bị vân tỉ đánh cho tàn phế cũng là gieo gió gặt bão trách không được chúng ta chúng nữ tử ngươi một lời ta một lời các ngươi có thể câm miệng hay không không nói lời nào có thể chết a à? trương nhất thật sự là chịu không nổi liền lớn tiếng quát nam nhân thúi ăn đậu hủ lão nương còn dám lớn lối như vậy tin hay không lão nương đem ngươi xoay thành bánh quai chèo. Nàng béo trừng mắt căm tức nhìn Trương Nhất, hung tợn nói. Ăn đậu hũ cái em gái ngươi, ngươi không tự hiểu lấy mình, Phượng Tỷ còn xinh đẹp hơn so với ngươi. Ngươi. Nàng béo tức giận đến không nhẹ, ngực phập phồng, nhưng không có xuất thủ, mà là khinh thường nói, một cây tâm, đắc ý với lão nương cái rắm A. Trương Nhất sắc mặt đỏ lên, thực sự là chạm vào vết sẹo hắn, chết tiệt, ngươi ngươi là xích, trần, phỉ bán, ta cáo ngươi tội phỉ bán A. Khi Trương Nhất cãi vã cùng nàng béo, Dương Thi Vân cùng Lăng Tu đã tiến hành cận chiến. Để cho mọi người không thể tin được chính là, lúc này Lăng Tu dường như thay đổi thành một người khác, nhãn thần lợi hại, toàn thân, tán lộ ra một sự tự tin. Dương Thi Vân liên tiếp công hơn 10 chiêu, mỗi lần Lăng Tu đều có thể dùng một cái động tác rất nhỏ để né tránh, hoặc lui, hoặc nghiêng người, hoặc tiến. Phản phất như đã sớm biết Dương Thi Vân muốn tấn công hướng nào, không chút hoang mang, lộ ra sự thành thạo. Chuyện gì xảy ra? Là Vân tỷ cố ý nhường sao? Chúng nữ tử vạn phần kinh ngạc, không biết đây là cái tình huống gì. Ai ngờ Lăng Tu chỉ nghiêm túc mà thôi, từ khi thân thể phát sinh biến hóa, hắn liền phát hiện, chính bản thân ngoại trừ được cường hóa lực lượng cùng tốc độ, thì ngay cả thị lực cũng được tăng cường, cho dù là con ruồi bay cực nhanh, hắn vẫn có thể thấy rõ ràng quỷ tích vận động của nó, mà dương thi vân là thi triển hết tất cả chiêu thức với người khác thì nhanh như điện, nhưng ở trong mắt hắn lại trở nên chậm chạp rất nhiều để cho hắn có đầy đủ thời gian phản ứng. nội tâm dương thi vân càng ngày càng rung động, vừa mới rồi còn bị nàng đánh một chưởng nằm trên mặt đất, lúc này cư nhiên có thể né tránh công kích của nàng một cách nhẹ nhàng, càng thêm giận chính là tên này còn không có chật vật né tránh mà dùng một loại tư thái thông dong để né tránh loại cảm giác này giống như là đang cố ý trêu chọc nàng vậy ngay cả tâm tính có tốt đến mấy dương thi vân cũng khó giữ được bình tĩnh lông mày nhíu thật chặt liên tục công bốn năm mười hiệp dương thi vân liền lui ra bảo trì khoảng cách ba bốn thước cùng lăng tu lúc này nàng đã đổ mồ hôi ướt đẫm thở gấp liên tục vì không ngừng công kích thật sự là quá tiêu hao thể lực trái lại lăng tu hô hấp đều đều không có bất luận dáng dấp của việc tiêu hao quá nhiều, chỉ đứng ở nơi đó, bất động như núi, thẳng tắp như tùng. Tên này rốt cuộc là người nào, đôi mắt Dương Thi Vân gắt gao nhìn Lăng Tu, làm như muốn xuyên thấu cả người hắn. Một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, nói với Lăng Tu, ngươi luôn né tránh thì không thắng được ta. Phải không? Lăng Tu lộ ra rất bình tĩnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà mị, vừa rồi là ngươi tấn công vậy bây giờ ta liền chủ động tấn công đi. Vừa dứt lời, trong sát na thân thể của hắn vọt tới hướng Dương Thi Vân, tốc độ nhanh như thiểm điện, địa phương đi qua, kích động lên một cổ kình phong vũ động đáng sợ, cái loại uy thế bức nhân phô thiên cái địa dân trào trong nháy mắt. Mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, mỗi một người đều không thể tin được những gì hai mắt của mình nhìn thấy, lúc này lăng tu tựa như một ma vương thoát khỏi gông cùng xiền xích, tán lộ ra khí tức kinh khủng thấm lòng người. Ngay cả Trương Nhất cùng đường tiểu mạc cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ phát hiện, lăng tu hình như lại trở nên mạnh hơn. Dương Thi Vân thất sắc, nàng đột nhiên cảm thấy đang vọt tới nàng không phải là người, mà là một đầu giả thú cùng mảnh. Đôi mắt liên tục phóng đại, lăng tu phá không mà đến nắm tay càng phóng càng lớn, nàng theo bản năng tung trưởng đón nhận. ầm, uhm, quyền trưởng đụng nhau, trên nắm tay lăng tu mang theo lực lượng giống giả thú đang gầm thét. Dương Thi Vân phát sinh một tiếng kêu, cả người tựa như diều đứt dây bay về phía sau điều này sao có thể đám nữ tử nhất tề đứng im tại chỗ không thể tin được tất cả đột nhiên các nàng phát hiện địa phương dương thi vân hạ xuống có một tảng đá nhỏ không khỏi kinh hô gọi lớn vân tỉ cẩn thận đường tiểu mạc cũng trợn to mắt vẻ mặt hoảng sợ lớn tiếng la hét đừng dương thi vân dương thi vân rơi xuống mặt đất từ trên không trung quay đầu nhìn lại một tảng đá cũ ấu đang lẳng lặng nằm trên mặt đất đầu trên bén nhọn không gì sánh được mà một khi nàng hạ xuống đầu sẽ hung hăng đánh vào nó lẽ nào ngày hôm nay ta phải chết ở nơi này sao nhãn thần dương thi vân lóe ra người nàng đang ở giữa không trung căn bản không có thể mượn lực chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi xuống nàng đã có thể thấy đầu của mình va chạm cùng tảng đá bén nhọn này điều này làm cho nàng tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt nhưng lúc này một bàn tay to đưa tới bắt được tay phải của nàng, đồng thời một của lực lượng cường đại kéo nàng đi. Chờ nàng mở mắt ra thì phát hiện Lăng Tu đang kéo tay phải của nàng, tay kia thì ôm vào hông của nàng, mà thân thể của nàng thì hơi nghiêng, tư thế hai người rất giống như đang khiêu vũ vậy. Khí tức tên kia xông vào mũi, tại trong nháy mắt, hết thảy thanh âm cùng cảnh vật xung quanh đã không còn tồn tại, Dương Thi Vân chỉ si ngốc nhìn nam nhân này, cặp mắt thâm thúy như bầu trời đêm vậy, khiến nàng mê say người kia, hắn đã cứu ta, ánh mắt lóe lên thần sắc khó có thể tin. Mà mọi người sau khi hồi tỉnh lại thì liền lập tức đi tới, chen lấn lăng tu qua một bên. Vân tỷ ngươi không sao chứ? Vân tỷ ngươi có bị thương không? Quá ghê tởm, nam nhân thúi này xuất thủ quá nặng, hoàn hảo vân tỷ không có gì đáng ngại, bằng không ta nhất định sẽ đem hắn ra chém thành tám khối. Hết thảy nữ tử, đều khẩn trương lo lắng cho Dương Thi Vân. Lăng tu nhẹ nhàng cười, xoay người đi tới chỗ trương nhất cùng đường tiểu mạc. Ánh mắt Dương Thi Vân một mực ở trên người của hắn, có kinh ngạc, nghi hoặc, không giải thích được, nàng thật không có nghĩ đến, khi nàng tuyệt vọng, cư nhiên sẽ có một nam nhân kéo nàng từ trong vực sâu đầy bóng tối trở lại với hiện thực tươi đẹp. Đối với nàng mà nói là một loại châm chọc cực lớn, nàng đã từng thế, không dựa vào bất kỳ nam nhân nào, tự mình cố gắng tự lập, thậm chí còn phải nghiêm phạt hết thảy nam nhân khi dễ nữ nhân món ăn tình yêu ngươi thật khóc hoàn hảo ngươi đúng lúc kéo dương thi vân lại bằng không dương thi vân liền đường tiểu mạc đầy hân hoan hỉ lôi kéo cánh tay lăng tu thở ra một hơi nói vừa rồi thực sợ nàng không nhẹ lăng tu bỏ tay nàng ra như trưởng bối dạy dỗ vãn bối nghiêm túc nói chú ý hành vi ta không ta muốn nắm tay ngươi đường tiểu mạc chu miệng đùa giỡn thật đúng là liều chết kéo cánh tay lăng tu như khối kẹo đường dính vào người lăng tu dựa vào, lại ở trước mặt của ta mà ân ái, thực sự là chọc mù mắt ta mà. Trương Nhất giả bộ ôm mắt nói. Biểu ca chết tiệt, ai cần ngươi lo a, à, đừng tiểu mặt hướng Trương Nhất làm một cái mặt quỷ. A ha ha. Ta mới mặc kệ nè, ta cũng hy vọng ngay bây giờ các ngươi đi tìm một chỗ nào đó hảo hảo thâm nhập trao đổi một chút. Trương Nhất chợt nghĩ tới điều gì, hèn mọn cười cười, biểu muội, biểu ca có thể bảo đảm, ngươi theo lão lăng, tuyệt đối sẽ hưởng phúc cả đời. Hừ, ngươi nói đều là nói nhảm, sau này ta muốn sinh hoạt cùng món ăn tình yêu trên hoang đảo, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc rồi. Đường tiểu mạc dè biểu, nàng đã ảo tưởng cùng lăng tu rời khỏi cái thế giới bẩn thiểu này, đi tới một hòn đảo hoang sinh hoạt ở đó. Biểu muội, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ngày hôm nay ta mới biết được, thì ra lão lăng sở hữu một cái hùng hậu như vậy, đơn giản là đạt tới tiêu chuẩn nam nhân âu mỹ a trương nhất hưng phấn nói chỉ là chưa kịp nói hết đã bị lăng tu đạp một cước ngã như chó ăn cứt. đường tiểu mạc không rõ cho nên hồn nhiên chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn lăng tu nghi ngờ hỏi món ăn tình yêu biểu ca ta nói là cái gì nha ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì lăng tu tức giận trả lời một câu sau đó gõ đầu nàng một cái đau đến đường tiểu mạc ôm đầu u oán nhìn hắn chằm chằm Đáng ghét, ngươi lại gõ đầu ta, quỷ khuất nói. Đó là ngươi nên được, lăng tu nhàn nhạt trả lời. Nhìn lăng tu cùng đường tiểu mạc thân mật khăn khít như vậy, dương thi vân bỗng nhiên có chút ước ao được như đường tiểu mạc, bất quá rất nhanh nàng liền bình thường trở lại, lần thứ hai khôi phục lại cái vẻ ưu nhã cao quý kia, có một khí chất xuất trần. Hoành! Đột nhiên một tiếng nổ rung trời, để cho tâm thần mọi người chấn động kịch liệt. Không xong vân tỷ, quái vật, Quái vật đâm thủng tường thành, thật là nhiều quái vật xông vào. Một nữ tử thở hổn hển chạy tới, trên mặt lộ thần sắc kinh khủng. Cái gì? Trên mặt mọi người đều biến sắc. Trống, một tiếng hét kinh sợ linh hồn nổ vang, một thân ảnh cao lớn từ đằng xa đi tới, da dẻ sáng bóng như kim loại vậy. S2, Lăng Tu, trương nhất cùng Đường Tiểu Mạt chợt lạnh toát, S2 có lực lượng cùng lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng tường vây chính là bị nó đâm thủng. Cùng lúc đó, hơn 10 còn tang thi bò sát trên mặt đất, tốc độ di động thật nhanh là tang thi loại dê cũng xuất hiện ở trong tầm mắt, còn có vô số tang thi bình thường phát ra tiếng kêu khàn giọng, từ các ngõ ngách vườn trường lao ra, toàn bộ đều hướng tới bên này. Mau bỏ đi, lui ra sau núi. Nhãn thần dương thi vân lóe lên, nhưng cũng không có bị trận thế như vậy hù dọa, nhanh chóng hạ lệnh lui lại ba người lăng tu cũng triệt hồi nhiều tang thi như vậy nếu mà không có một đội quân võ trang đầy đủ thì đừng có mơ tưởng có thể chống lại chúng nó khi bọn hắn vừa mới xoay người hai khẩu súng tự động được nhét vào bọn họ trong lòng ngẩng đầu vừa lúc đối diện cùng dương thi vân thương tạm thời cho các ngươi mượn sử dụng chờ đến lúc an toàn phải trả lại cho ta dương thi vân vừa nhận súng từ một nữ tử vừa hướng lăng tu và trương nhất nói đa tạ Lăng Tu chân thành nói. Dương Thi Vân nhìn về phía đường Tiểu Mạc, ánh mắt trở nên nhu hòa, Tiểu Mạc, chờ chút đi theo phía sau tỷ tỷ, nghìn vạn đừng tụt lại phía sau. Đường Tiểu Mạc gật đầu, ân, tốt Dương Thi Vân. Đoàn người cấp tốc lui lại, thế nhưng tang thi loại dê có tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền đuổi tới, kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết, vài tên nữ tử bị tang thi loại dê đẩy ngã nhào xuống đất, móng vuốt bén nhọn xé thân thể các nàng ra, mà rất nhanh tan thi bình thường như ông vỡ tổ vây lại, hình ảnh kia giống như là một đám giả thú đang ăn, máu tanh đến cực điểm. Trước một giây vẫn còn hoạt bát, sau một giây đã bị tàn nhẫn xé nát, trở thành bữa ăn ngon trong miệng tan thi, điều này làm cho mọi người nhất thời khó có thể tiếp nhận. Mọi người chỉ vừa thối lui vừa xả kích tan thi, tan thi bình thường ngã xuống từng lớp, không khí bắt đầu tràn ngập mùi hôi thối khó nghe, thế nhưng tốc độ di động của tan thi loại dê quá nhanh. Thường thường sẽ có nữ tử bị tang thi loại dê đẩy ngã nhào xuống đất, sau đó bị chúng tang thi phân chia, thi đàn đi qua, tại chỗ chỉ còn lại có một bãi vết máu đỏ tươi, cùng súng tự động nhún máu bị vứt bỏ, tay đứt dầm về máu còn cầm súng, thế nhưng rất nhanh cái tay này cũng bị tang thi nhặt lên, tranh nhau nuốt chửng. Các ngươi những quái vật đáng chết này, đều xuống địa ngục cho lão nương a. À, nàng béo trống lớn kêu dơ súng máy lên bình thường giống như nữ quân nhân giữa mưa bom bão đạn quét súng về phía tan thay. Đạn dày đặc kéo theo hỏa xà thật dài, đánh vào trong thi đàn, trong sát na một mảng tan thi gục xuống. Đạn có uy lực thật lớn, tan thi bình thường bị quét trúng đều vỡ ra một lỗ thủng to lớn. Ngay cả tan thi loại dê cũng ngã xuống không ít, bất quá không có đánh trúng đầu, chỉ đã thương tứ chi và thân thể, chúng nó vẫn gào thét như cũ, trong miệng chảy nước giải không ngừng nàng béo mau bỏ đi dương thi vân quát lớn vân tỷ các ngươi đi mau ta đoạn hậu nàng béo nghiêng đầu lại trên mặt là cái loại thần tình thấy chết không sờn giờ khắc này cho dù là bề ngoài không đẹp cũng biến thành đặc biệt mỹ lệ chúng ta cũng lưu lại một người người phụ nữ tuổi tác ước chừng bốn năm mươi tuổi dẫn dắt mười mấy nữ nhân lớn tuổi đứng ra nói ngươi các ngươi dương thi vân lắc đầu cự tuyệt không được các ngươi một người cũng không được lưu lại chúng ta cùng đi tiểu vân chúng ta đã sống hơn nửa đời người đã được rồi tiểu vân ngươi mau dẫn mọi người đi bằng không sẽ chết rất nhiều người phụ nữ trung niên cầm đầu kiên quyết nói nói xong vung tay lên bọn tỉ muội theo ta mười mấy nữ trung niên cầm súng tự động xông tới thi đàn khi quay người lại đã định trước mình sẽ không có quay trở về các nàng có chút nếp nhăn trên mặt nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ dứt khoát. Giờ khắc này, các nàng chính là anh hùng, ngay cả là nữ tử, cũng có thể hy sinh vì đồng đội như vậy. Lăng Tu và Trương Nhất cảm thấy trong lòng khó chịu không nói ra được, phản phất như có cái gì đồ đặc đặc ở trong lòng, đè nén khó chịu, đường tiểu mạc đã khóc lên, không phải là bởi vì kinh khủng, mà là bởi vì mười mấy nữ nhân trung niên đại nghĩa này. Dương Thi Vân lau khô nước mắt trên mặt, thu thập bi thương, bọn tỉ muội theo ta đi nàng là người thông minh cho dù trong lòng đau khổ tới cỡ nào đi nữa nàng cũng phải chấn định mười mấy nữ trung niên mặc dù có súng trong tay nhưng sức chiến đấu của các nàng không mạnh rất nhanh đã bị thi đàn bao vây đây là điều mà các nàng đã lường trước các nàng chỉ có hy sinh thân thể của mình cho tang thi nuốt chửng ngăn chặn tang thi mới có thể tranh thủ cho đoàn người càng nhiều thời gian hơn để rút lui nàng béo vẫn như cũ đứng ở một điểm cao cầm súng máy không ngừng bắn phá bắp thịt trên người nàng bị phản lực của súng máy chấn đắc rung động kịch liệt, mặc dù là nữ tử, nhưng lúc này nàng lại giống như một pho tượng chiến thần, đầu đội trời chân đạp đất, chiến ý ngập trời. Khi Hồng Diệp gọi nàng rút lui nàng mới như tỉnh lại từ trong mộng, thế nhưng vừa nhìn, mới phát hiện mình đã bị tan thi bao vây. Vân tỷ, Hồng Diệp tỷ, các ngươi đi mau, ta liều mạng cùng chúng nó. Nàng béo biết mình đã không còn sinh lộ, lập tức lại giơ súng máy lên lần nữa, càng quét thi đàn mặc dù đang quấn hai ba vòng đạn súng máy trên người nhưng chung quy rồi cũng sẽ hết mà những tang thi này lại giống như vết mãi không hết rậm rạp chằng chịt lao lên không có đạn nàng béo liền giơ súng máy dùng sức đập ầm ầm phốc 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 rất nhiều tang thi bình thường bị nàng nện vỡ đầu nhưng không bao lâu trên người nàng béo đã tràn đầy vết máu đen thùi lùi còn dính đầy thịt thối đến a đều đến a lão nương đưa các ngươi vào địa ngục. Nàng béo khoái ý cười ha hả, chỉ là mới vừa quay người lại, nàng liền phát hiện S2 cao gần 3 thước như một bức tường thành đứng ở trước mặt nàng. Nàng vốn định chống lại S2, thế nhưng S2 gần trong gan tất, trên người tán lộ ra uy thế đáng sợ làm linh hồn nàng không tự chủ được mà run sợ. Trống, S2 điên cuồng hét lên một tiếng, móng vuốt to lớn đảo qua, thân thể nàng béo tựa như bùng vậy, đầu bay khỏi cái cổ máu tươi vẩy ra. Tiếp theo, S2 lại xé cánh tay của nàng xuống, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt nuốt. Nàng béo, thấy một màn như vậy chúng nữ tử đều rơi lệ, bi thương vạn phần. Này bà béo! Chết mất, Trương Nhất không thể tin được trợn to hai mắt, không bao lâu trước còn đấu võ mồm cùng hắn, tỉ thí cùng hắn, nói chết liền chết a à, không, lão tử nên báo thù vì nàng. Trong hai tròng mắt Trương Nhất đột nhiên bắn ra ra hai đoàn huyết quang, cầm súng tự động tựa như nổi điên xông tới hướng thi đàn, hắn hận không thể đem những thứ tang thi này ra giết sạch. Trương nhất ngươi muốn làm gì, lăng tu tác mặt hắn, quát lớn. Lão tử muốn giết tang thi, lão tử muốn giết sạch chúng nó. Trương nhất giống như mảnh thú phát cuồng, không để ý lăng tu ngăn cản, nhất định phải trở về. Ba. Lăng tu lại hung hăng tác một cái vào mặt hắn, gầm hét lên, nhiều như vậy ngươi giết hết sao? thanh tĩnh một chút cho ta ngươi thanh tĩnh cho lão tử sau khi lăng tu gầm thét trương nhất mới thanh tĩnh một phần thế nhưng tuy đang rút lui cùng mọi người hắn vẫn không có dừng tay cầm súng tự động bắn phá về hướng hậu phương biểu tình dữ tận đáng sợ sát khí lành lạnh các ngươi những tang thi chết tiệt này một ngày nào đó lão tử muốn giết chết toàn bộ các ngươi một con cũng không để lại nàng béo chết đối với trương nhất là một đã kích phi thường lớn rõ ràng là một đối thủ, hơn nữa còn chế nhạo nhau, thế nhưng giờ khắc này, Trương Nhất chỉ cảm thấy mất đi một lão bằng hữu, trong lòng có áp lực cùng thống khổ vô cùng lớn. Có nàng béo cùng mười mấy nữ nhân trung niên hy sinh, mọi người dần dần thoát khỏi thi đàn, nhưng tốc độ di động của tang thi loại dê quá nhanh lại vẫn như cũ theo sát ở phía sau, thường thường có nữ tử bị tang thi loại dê kéo lại, sau đó liền một trận cơ thảm thiết cùng huyết nhục bị cắn xé vang lên. Đối mặt với tang thi loại dê, những cô gái khác ngay cả có súng cũng không thể làm gì, bởi vì căn bản các nàng không cách nào bắn trúng chúng nó. Chỉ có thiên phú cực cao ở phương diện xạ kích hoặc tạo nghệ như Dương Thi Vân cùng đường Tiểu Mạc, mỗi một phát đánh ra, lúc nào cũng có một con tang thi loại dê nằm xuống đất. Thời gian lâu, hai người bọn họ liền rơi vào đội ngũ phía sau. Hồng Diệp, ngươi dẫn mọi người đi nam quyển trước, ta cản phía sau, Dương Thi Vân hướng Hồng Diệp hô. Nam Nguyễn, tự nhiên là một cái tiểu khu. Trước khi tai nạn phát sinh, địa sản thành Giang Tây Dị thường sinh động, nhưng chỉ là mặt ngoài, kỳ thực rất nhiều khu đều trống không, không có người ở, địa sản tiến vào một cái giai đoạn bọc biển. Mà tiểu khu Nam Nguyễn, lại như vậy một cái khu đất hoang vậy, không người ở lại, cũng không có tang thi, đây là đường lui mà Dương Thi Vân đã sớm chuẩn bị, cho nên sau khi rút khỏi cổng sau trường đại học, nàng liền lập tức nghĩ tới cái chỗ này không được, vân tỷ, ngươi. Đây là mệnh lệnh, đi mau. Hồng Diệp cùng các nữ tử đâu đồng ý để cho Dương Thi Vân cản phía sau, thế nhưng không đợi các nàng nói xong, Dương Thi Vân liền tiếng quát cắt đứt, mọi người chỉ chảy nước mắt rời đi. Tiểu Mạc, ngươi cũng đi mau. Ta không đi, ta muốn chiến đấu cùng Dương Thi Vân. Đường Tiểu Mạc cuộc cường nói, nàng tuy rằng không quen sử dụng súng tự động, nhưng thời gian thích ứng lại rất ngắn, súng tự động trong tay nàng liền biến thành một thanh lợi khí giết tang thi, một viên bể đầu, cho tới bây giờ, tang thi loại dê đã bị nàng bắn chết không dưới 20 con. Thấy đường tiểu mạc kiên quyết, Dương Thi Vân liền bỏ qua việc nói nàng rời đi, lộ ra một nụ cười vui sướng, tốt, tỉ muội chúng ta sống vai cùng nhau chiến đấu. Lúc này, nàng nhớ tới thân muội muội của mình, thân ảnh đường tiểu mạc cùng thân ảnh Dương Thi Vân dần dần chồng lên nhau. Để cho Dương Thi Vân cảm thấy ngoài ý muốn cùng vui mừng là, trương nhất người đàn ông này cũng không có rời đi, cầm súng tự động, không ngừng cùng sông lên bắn phá tan thi loại dê, ba người ở đây, tựa như tạo thành một tường trận vô hình, cản trở con đường tan thi loại dê đi tới. Vân tỷ ta tới giúp ngươi, một đạo tiếng gào từ phía sau truyền đến. Dương Thi Vân quay đầu nhìn lại, không khỏi mở to đôi mắt đẹp, hồng diệp, ngươi. Yên tâm đi Vân tỷ bọn tỉ muội đều đã ra phía sau núi, dưới sự hướng dẫn đã chạy tới Nam Uyển. Hồng Diệp nói, đã là loại tình huống này, Dương Thi Vân cũng sẽ không nói cái gì nữa, liền cùng nhau chiến đấu. Mà ở lúc này, đường tiểu mạc mới phát hiện, không thấy lăng tu. Biểu ca, món ăn tình yêu đâu nè, món ăn tình yêu đi đâu? Đường tiểu mạc khẩn trương hỏi, vừa rồi thập phần hỗn loạn, hơn nữa sự chú ý của nàng một mực tập trung vào tang thi loại dê, căn bản cũng không có phát giác được lăng tu đi đâu trong lòng lo lắng cực độ không không biết a à. trương nhất đồng dạng mờ mịt nàng béo chết để cho hắn bị phẫn nộ tới đầu óc mê muội não nhất tâm chỉ muốn giết tang thi cũng bỏ quên lăng tu nếu không phải đường tiểu mạt nhắc tới bây giờ hắn cũng còn cho rằng lăng tu đang ở bên cạnh xong món ăn tình yêu nhất định là bị quái vật đuổi kịp ta phải đi cứu hắn ta phải đi cứu hắn Đường tiểu mạc ô ô khóc lên, nước mắt tuôn rơi xuống. Hắn làm sao có thể chết, ta thấy hắn theo mọi người rời đi. Hồng Diệp nhàn nhạt lên tiếng nói, giọng nói tràn đầy hèn mọn, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, cái nam nhân gọi là lăng tu kia là một con chuột nhát chết, vì sống, cư nhiên bỏ rơi bạn gái mình, quả thực chính là một nam nhân thúi. Không có khả năng, lão lăng hắn cũng không phải người như vậy, ngươi đừng nói bậy, trương nhất quát lên, hắn sẽ không tin lăng tu sẽ vứt bỏ bọn họ rời đi. Ta nói bậy. Hồng Diệp lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng nói, sự thực thắng hùng biện, hắn rời đi, là ta tận mắt nhìn thấy. Không có khả năng, không thể nào, món ăn tình yêu làm sao lại. Đường tiểu mạc tựa như quả cầu da xì hơi, tinh khí thần cả người cũng không còn, chỉ sững sờ tự lẩm bẩm. Cẩn thận! Dương Thi Vân xông lại, dùng bán súng đánh bay một con tang thi loại dê nhào tới hướng đường tiểu mạc trong nháy mắt nó ngã trên mặt đất lại nổ súng bắn bạo đầu của nó nàng bắt tay khoác lên trên vai đường tiểu mạc trịnh trọng dặn dò lên tinh thần đi tiểu mạc nếu quả thật như hồng diệp nói vậy ngươi nhất định phải sống sau đó ngay mặt chất vấn nam nhân kia nói đi nàng cũng không tin tưởng lăng tu sẽ sợ chết bỏ lại đường tiểu mạc mà rời đi đường tiểu mạc cũng không biết có nghe được hay không chỉ gật đầu nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Phía sau núi, liền tới khu đường phố. Thanh tâm dẫn dắt mọi người đi về phía nam đi tiểu khu nam biển, vì dẫn tang thi đi, bốn người dương thi vân liền đi về phía đông, chuẩn bị cuốn một vòng lớn bỏ rơi tang thi sau đó lại đi vòng vèo trở về nam biển. Thế nhưng, kế hoạch là tốt, hiện thực thì tàn khốc, tang thi loại dê tựa như giết thế nào cũng không hết, ở vừa đánh vừa lui, tang thi bình thường cũng đã đuổi theo tựa như một đoàn kiến, không ngừng hiện ra ở phía sau. Trống, một tiếng riết gào, S2 đánh ngã một cây đại thụ hiển hiện ra thân hình ở trong thi đám, trên tay nó còn đang nắm một cái đùi người bị gặm thấy xương trắng, một bên đặt ở trong miệng gặm một bên hướng tới gần bốn người Dương Thi Vân, miệng đầy máu, trên người cũng dính máu đỏ tươi. Là đùi nàng béo, mắt hồng diệp đỏ một vòng, liếc mắt nhận ra tay S2 giữa đùi của ai. Mẹ nó, lão tử giết nó vừa nghe đến nàng béo, trương nhất khó có thể bảo trì lý trí, hét lớn một tiếng, cầm súng tự động nhắm ngay S2 mà bắn phá. Thế nhưng đạn bắn hung mảnh vào trên người S2 giống như là đánh vào xe thiết giáp vậy, phát sinh, đương đương đương, âm vang, có thể thấy rõ ràng đạn bị bật ra, căn bản không tạo được tổn thương gì cho S2. Nó không sợ đạn, đường tiểu mạc kinh khủng đến cực điểm, thân thể đang hơi run rẩy. Trống, S2 lại là một tiếng điên cuồng, tiếng hô như sấm sét cả tòa thành thị đều rung chuyển tang thi bình thường cùng tang thi loại dê tựa như bị cảnh cáo đình chỉ công kích đệt con mở tình huống gì trương nhất không hiểu mắng một giây sau s hai dùng hành động nói cho hắn là tình huống gì nó đưa tay như một ngọn núi mà lao đến phản phất đất rung núi chuyển cây cố ngăn trở phía trước nó đều bị thân thể cao lớn đánh ngã thậm chí trực tiếp vỡ nát biến thành bụi S2 là con tang thi to lớn tiến hóa hai lần, chỉ đứng xa xa nhìn, liền khiến người ta sợ hãi. Lúc này nó giống như một đầu mang ngưu lao tới, cái loại uy thế phô thiên cái địa đáng sợ này, bốn người dương thi vân cảm giác tựa như đang ở trung tâm cơn lốc, tâm thần rung động, hai chân như phụ nghìn cân, đúng là không cách nào hoạt động được nửa phần. Chạy mau, chạy mau, trong lòng mỗi người lo lắng không dứt, không ngừng hô lên, thế nhưng khí cơ bị S2 phong tỏa, thân thể hoàn toàn không nghe sai sử, chỉ ngây ngốc ở tại chỗ, mồ hôi lạnh ùa ra. Ở lúc chỉ mành treo chuông, một chiếc xe Việt giả màu xanh biết xe tốc lao ra từ bên cạnh, hăng đánh vào đầu S2. Hoành! Va chạm như sấm sét, bắn ra ra một tiếng vang thật lớn, đầu xe díp co rúng lại, mui xe bị hất bay. Nhưng S2 cũng bị đụng không nhẹ, thân thể cao lớn bay ra 4 năm thước, ầm nện xuống đất. Lão lăng, món ăn tình yêu thấy trong xe việt giả chính là lăng tu trương nhất và đường tiểu mạc mừng rỡ không thôi giống như thấy được thiên thần cứu vớt nhân gian vậy hồng diệp cảm giác khuôn mặt nóng hổi không gì sánh được lúc trước nàng còn nói đối phương là một người sợ chết hiện tại lại lái xe xuất hiện thuyết pháp này đã tự sụp đổ nhanh lên xe lăng tu hướng bọn họ quát lên bốn người lúc này phục hồi lại tinh thần nhanh chóng đi lên xe việt giả đây là một chiếc xe giúp quân dụng không có trần ngay cả bởi vì vừa va chạm với S2 làm đầu xe biến hình nghiêm trọng, tuy nhiên vẫn có thể lái bình thường, chỉ bất quá tiếng ồn hơi lớn, tốc độ cũng chậm rất nhiều. S2 bị đụng không nhẹ, ở tại chỗ lắc đầu, trong chốc lát không cách nào phục hồi lại tinh thần, nhưng tang thi loại dê lại lập tức đuổi theo. Chúng nó tựa như một đám báo săn, dùng tốc độ cực nhanh đuổi tới, có ít nhất 30 con. Trên xe bốn người Dương Thi Vân rất nhanh tỉnh táo lại, hướng hậu phương nổ súng xạ kích, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được chúng nó, chúng nó không ngừng kéo gần khoảng cách. Lão Lăng, lái nhanh một chút, những thứ này sắp đuổi tới. Trương Nhất gấp đến độ lông mày nhíu lại. Lăng tu cắn răng, đạp chân ga, nhưng đây cũng đã là tốc độ nhanh nhất rồi, xe Việt giả bị hao tổn nghiêm trọng không bãi công cũng đã là tương đối khá rồi. Ta không có đạn, Hồng Diệp kinh hoảng nói. Trương Nhất cũng hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, ta cũng không có đạn. Dương Thi Vân cũng không nói lời nào, mà là nhìn súng tự động không có đạn trong tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại, chỉ có đường tiểu mạc là có công dụng, nhưng chỉ có một cây cung nỏ, rõ ràng ứng phó không được nhiều tan thi loại dê như vậy. Mắt thấy tan thi loại dê không ngừng tới gần, gò má Dương Thi Vân xuất hiện một cái dáng tươi cười thê mỹ, có thể lúc này đây, bọn họ thực sự đều không sống nổi. Trương nhất, người lái xe. Lăng tu đột nhiên hét lớn, sau đó rất nhanh đổi vị trí cùng trương nhất. Hắn đứng lên, cầm súng tự động hướng về phía hậu phương xạ kích tan thi loại dê, sát, súng còn đạn. Lão lăng ngươi nha thật không phúc hậu, trương nhất lái xe, nhết miệng cười mắng. Lăng tu không để ý đến hắn, tiếp tục cầm thương bắn phá, hơn 10 con tan thi loại dê bị hắn bắn ngã xuống đất, thế nhưng tan thi loại dê còn lại vẫn như cũ không sợ chết truy kích tới cùng. Sau khi quét ngang hai đợt, súng tự động liền kêu, cách cách, hiển nhiên cũng không có đạn. Lăng tu không chút do dự vứt qua một bên, ngược lại móc ra khai sơn đao, điều chỉnh thở, hai mắt dường như sói đói gắt gao nhìn chầm chầm tan thi loại dê, bỗng nhiên, hắn tựa như một vị độc cô kiếm khách, cả người tán lộ ra sát khí sắc bén vô cùng. Dương Thi Vân, Hồng Diệp, cùng với đường tiểu mạc trung động không gì sánh được, bây giờ lăng tu quả thực như một ngọn núi cao vút, khí thế cường đại như một pho tượng, khiến người ta có cảm giác an toàn không nói ra được, phản phất chỉ cần hắn ở đây, trời sập xuống đều có thể bình an vô sự. Tên này hắn. Hắn muốn làm gì? Dương Thi Vân trợn to đôi mắt, mâu quan lưu chuyển không thể tin. Đúng lúc này, một con tang thi loại dê nhảy lên một cái, quả thật như báo săn cùng mảnh đánh về phía lăng tu. Lăng tu gào to một tiếng, khai sơn đao trong tay lúc này phách xuống. Bá. Ánh đao lóe lên, toàn bộ cánh tay tan thi loại dê nhào lên bị nạo xuống, sau đó phát sinh một tiếng trên quẳng nện xuống. Sau đó, từng con từng con tan thi loại dê nhào lên, nhưng đều bị khai sơn đao trong tay lăng tu đánh cho bị thương nặng. Không bao lâu, cả người lăng tu đẫm máu, từ đầu đến chân đều là máu đen thùi tanh hôi, chỉ có hai con mắt, sắc bén như ánh sáng, như mắt sói trong bóng tối, tản ra quang mang yêu dị ánh mắt dương thi vân lóe ra không thể tin được nhìn bóng lưng lăng tu từ khi tai nạn phủ xuống nàng nhìn thấy không có nam nhân nào mà không sợ chết chỉ biết khi dễ nữ nhân chưa từng gặp được người như lăng tu vậy cương nghị cứng cỏi cầm vũ khí lạnh trong tay mà có dũng khí vật lộn cùng quái vật ăn thịt người hồng diệp đồng dạng cũng cả kinh ngây ngẩn cả người không có dựa vào súng ống mà có thể tàn sát những quái vật có tốc độ kinh hồn này lăng tu này chẳng lẽ là thượng thiên phái xuống cứu vớt thế giới sao, rất nhanh, tang thi loại dê đều bị lăng tu đánh bị thương nặng, chúng nó bị thương nặng ngay cả bước đi cũng trở nên cực kỳ khó khăn, càng chưa nói tới việc đuổi theo xe việt giả. Cho nên, xe việt giả cùng thoát khỏi truy kích tang thi. Trong lòng buông lỏng, lăng tu tựa như mệt lã ngồi xuống. Món ăn tình yêu, ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Đường tiểu mạc khẩn trương hỏi. Lăng tu không chút khách khí gõ một cái vào đầu nàng, tức giận, không có câu nào khá hơn sao. Đường tiểu mạc cũng không kịp đoái hoài, từ trong túi lấy ra một cái khăn sạch sẽ, thận trọng lau người giúp lăng tu. Bị nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa cử động này không khỏi quá mức thân thiết cùng mập mờ, lăng tu đẩy tay nàng ra, trừng nàng, đường tiểu mạc, ngươi có thế để cho ta im lặng nghỉ một lát không? Ai nha, ngươi nghĩ nha, ta làm việc của ta, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đường Tiểu Mạch chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nói xong, lại duỗi tay lau vết máu cho Lăng Tu. "Dựa vào, biểu muội, các ngươi đừng ân ái được không? Xe này còn có ba người nè, mù mắt ta còn chưa tính, ngươi cũng không thể để Dương Thi Vân tỷ và Hồng Diệp tỷ tỷ cũng bị mù mắt chứ." Lái xe Trương nhất lên tiếng trêu nói. Biểu ca chết bầm, "Hảo hảo lái xe của ngươi nha, nói nhiều như vậy" ta dám nói ngươi đời trước nhất định là bà ba hoa. Đường tiểu mạc quán giận nói, bởi vì lăng tu bắt tay đoạt lấy đi, chính hắn lau. Xì. Dương Thi Vân buồn cười cười khẽ, Hồng Diệp cũng che miệng nở nụ cười, tâm tình khẩn trương thoáng cái hóa giải không ít. Hi hi, tỷ tỷ cười lên thật là đẹp, xinh đẹp như thiên tiên, đơn giản là. Trương Nhất vốn định đùa giỡn vài câu, nhưng Dương Thi Vân lập tức thu liễm khởi dáng tươi cười, khuôn mặt dường như bạch ngọc này tán lộ ra một tia vắng lặng. điều này làm cho hắn đành phải thôi. ngược lại từ trong kính chiếu hậu nhìn về phía lăng tu tùy tiện nói: lão lăng, xem ra ngươi cũng thông minh giống ta, biết đi lấy một chiếc xe tới. vỗ vỗ xe việt giả, rồi nói tiếp: nếu không phải là vì có nó, sợ rằng chúng ta cũng phải chết ở trong tay s 2 trẻ nhỏ dễ dạy, thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy a. À. sắc trời chậm rãi tối dần màn đêm sắp buông xuống. Sau khi thoát khỏi thi đàn, liền bỏ lại chiếc xe việt giả, dù sao tiếng xe quá lớn, tiếng ồn bén nhọn, sẽ như ngọn đèn sáng chỉ dẫn tang thi kéo tới. Đêm ở thành Giang Tây có chút âm trầm, hết thảy kiến trúc cùng cảnh vật đều khiến người ta cảm thấy mông lung. Thiếu khuyết loài người xử lý, tòa thành thị này tựa như bị vứt bỏ vậy, lực lượng tự nhiên đang thông thả cắn nuốt nơi này. Tùy ý có thể thấy được cỏ dại, cũng tùy ý có thể thấy được rỉ sét, miễn thủy tinh khắp nơi trên mặt đất, hai bên đường phố đều hóa thành một mảnh phế tích, lúc đi ngang qua một tiệm châu báu, mọi người đều không nhìn tới những cái vòng cổ kim cương. Đương nhiên, ngoại trừ đường tiểu mạc, những thứ xinh đẹp này có lực hấp dẫn cực lớn đối với nàng, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thi vân tiểu thư, Nam Nguyễn còn xa lắm không? Chúng ta cũng đã đi một canh giờ rồi. Vai trương nhất khiên lan nha bổng, đi lên đường đều ngẩng đầu mà bước, hắn cảm giác tư thế mình bây giờ nhất định là không ai bị nổi, tư thế oai hùng hiên ngang. Dương Thi Vân không để ý tới hắn, tiếp tục đi tới, tuyệt mỹ dung nhan như một đóa hoa yêu diễm. Trương Nhất cảm giác như bị nhục, nghĩ thầm, không có đạo lý a, à, dáng dấp ca phong cách như vậy, mà nàng không để ý cũng không đáp lại một câu, thực sự là không nghĩ ra, đại khái còn 30 phút lộ trình. Nói chuyện, là Hồng Diệp cuối cùng cũng không có tẻ ngắt trương nhất lúc này cảm kích liếc nhìn hồng diệp vừa nhìn mắt nhất thời sáng ngời di hồng diệp này cũng không sai nga dáng dấp kỳ thực cũng không kém kỳ thực dương thi vân cũng không quá cao ngạo mà giống như lăng tu mật thiết cảnh giới chung quanh đây là thời mạc thế cho dù khi chạy trốn nàng vẫn không thả lỏng cảnh giác một phút giây nào vừa đề phòng bốn phía nàng cũng không quên tinh tế quan sát lăng tu gương mặt trắng nõn trơn bóng lộ ra vẻ tuấn lãnh, con ngươi thâm thúy tràn đầy một cổ khí tức tà mị, cả người lộ ra một loại tự tin cường đại. Nàng dường như hiểu rõ tại sao đường tiểu mặt thích người đàn ông này. Người đàn ông này có thể cho người ta cảm giác an toàn, cho dù là chính bản thân quen biết hắn không bao lâu, thời điểm ở bên cạnh hắn, phản phất như không cần phải giả vờ kiên cường, có thể bỏ xuống ngụy trang, chân chính là một nữ tử nhu nhược nhìn đường tiểu mạc thân mật khăn khít đi theo bên cạnh lăng tu, khóe miệng Dương Thi Vân chậm rãi cười, nàng chân thành mong ước bọn họ có thể trở thành một đôi tình lữ hạnh phúc, không nên bị tai nạn ăn mòn. Đột nhiên, lỗ chân lông cả người lăng tu toàn bộ đều dựng lên, một cổ áp lực nguy hiểm cảm giác xê bách đến mức tận cùng bao phủ xuống, hắn cảm giác trái tim nhảy lên, cảm giác áp bách kịch liệt để cho hắn hốt hoảng. Không chỉ là hắn, Dương Thi Vân, Trương Nhất Hồng Diệp cùng với đường tiểu mạc đều cảm thấy, đây là một loại khí tức nguy hiểm lạnh như băng, giống như bị quái vật khát máu cường đại nào đó theo dõi, làm người ta một trận cả tóc gáy. Năm người đồng loạt dừng bước, mỗi người đều nắm thật chặt vũ khí trong tay, mắt nhìn chăm chú bốn phía, thế nhưng, mồ hôi lạnh lại không ngừng tuôn ra. Khắp không gian chợt yên tĩnh lại, không có gì ngoài tiếng gió thổi, còn có một trận tiếng kêu khàn khàn từ góc tối truyền đến, thanh âm kinh khủng kia khiến người ta có cảm giác áp bách rất lớn, để cho trong đầu người ta có thể rõ ràng hiện ra một cái răng nanh bén nhọn. Âm lãnh, quỷ dị, khí tức đè nén cấp tốc lan tràn ra, hư. Một đạo bóng dáng màu đen từ đường phố phía trước lóe lên rồi biến mất, mọi người đưa ánh mắt đi, chỉ thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều lạnh lẽo, thật sự có một con sinh vật không biết tên để mắt tới bọn họ. Nguy rồi, hình như hình như là dê hai. Trương Nhất cầm Lan Nha bỗng tay đang hơi run rẩy, trong hai mắt lộ vẻ kinh khủng, như là nhớ lại bóng dáng trước kia, sắc mặt đều trở nên ảm đạm. Cái gì là dê hai, đôi mắt Dương Thi Vân chớp động. Tang thi loại dê, cũng chính là tang thi tiến hóa vừa rồi truy kích chúng ta, dê hai nhanh hơn so với tang thi loại dê, càng mạnh, thích đánh lén từ phía sau lưng, là thích khách chân chính, tựa như U Linh vậy. Trương Nhất mặt xám như tro tàn, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ gặp phải cấp bậc tang thi này ở thành Giang Tây, D2 càng thêm khó chơi hơn so với S2, hệ số uy hiếp tuyệt đối là gấp mấy lần S2, hắn đã từng gặp được, hơn 30 người toàn bộ ngộ hại, chỉ có hắn bởi vì trốn ở trong vũng bùn nên may mắn tránh khỏi. Nghe Trương Nhất miêu tả, lông mày Dương Thi Vân nhíu thật chặt, ánh mắt cơ hồ như theo bản năng nhìn về phía lăng tu, sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, dĩ nhiên lăng tu trở thành người trung tâm của cái tiểu đội này lăng tu chỉ ói ra một chữ đi ở lại đây tuyệt đối không phải là biện pháp giải quyết vấn đề năm người làm thành một vòng tròn như vậy có thể cảnh giác được bốn phương tám hướng dê hai vẫn ẩn núp ở trong bóng tối không nhanh không chậm đi theo từng đợt tiếng kêu làm linh hồn mọi người rung lên mỗi người đều trở nên hô hấp dồn dập trái tim bang bang nhảy dồn dập hầu như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực bỗng nhiên tiếng kêu càng trầm thấp này càng ngày càng âm vang càng ngày càng rõ ràng thoáng cái đem tâm tình mọi người khẩn trương tới cực điểm tới rồi lăng tu hét lớn nhắc nhở mắt cắt gao quét mắt nhìn xung quanh những người còn lại đồng dạng cũng mở to hai mắt không buông tha bất luận một góc nào thế nhưng làm người ta kinh hoảng là tiếng kêu càng lúc càng lớn giống như vang lên bên tai bạn nhưng lại không có nhìn thấy dê hai hiện thân đây là cái gì tình huống lẽ nào dê hai còn có thể chui xuống đất hay sao Mọi người vô cùng kinh ngạc nghi hoặc không gì sánh được, Hồng Diệp nghe thấy được một mùi hôi thối tự phía trên bay tới, còn có chất lỏng sền sệt rơi ở trên bả vai của nàng, khởi điểm là một giọt hai giọt, phía sau liền càng ngày càng nhiều. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhất thời sợ đến huyết sắc hoàn toàn không có. Đó là một cái miệng rộng đầy răng bén nhọn, hàm răng có màu vàng đen, đang ở cách nàng 20 cm xa. Khi nàng mới vừa ngẩng đầu một cái, cái miệng to như chậu máu đột nhiên đớp xuống, răng nanh bén nhọn xuyên thấu cổ của nàng, đồng thời một cổ lực lượng cường đại trực tiếp nhất nàng lên khỏi mặt đất. Vân tỷ Hồng Diệp phát sinh hoảng sợ kêu sợ hãi, cổ họng xé rách đau đớn, khiến cho thanh âm của nàng trở nên cực kỳ khàn giọng. Hồng Diệp Khuôn mặt Dương Thi Vân thất sắc, lập tức liền muốn tiến hành xạ kích dây hai, thế nhưng súng tự động đã không còn đạn, giữ lại cò súng sau đó, chỉ phát ra một trận ca ca, thanh âm. Ta đến. Mắt đường tiểu mạc hạnh bắn ra hai đạo hàng quang, cung nỏ trong tay nhắm vào con dê hai dấu ở trong bóng tối bắn ra một mũi tên. Hưu. Tên nỏ bắn vào trong bóng tối, sau đó liền nghe được, phốc, một tiếng trầm đục, hiển nhiên là bắn trúng dê hai. Ngao ô. Dê hai phát sinh một đạo kêu trên, buông hồng dịp ra, bò cách biển quảng cáo, mọi người thấy nó tựa như một con thằng lằn to lớn cấp tốc xẹt qua mặt tường, chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Mặc dù có bóng đêm bao phủ, nhưng mọi người vẫn thấy rõ ràng dáng dấp dê hai, cả người màu gỉ sét, so sánh với tang thi loại dê, dường như đại não cũng không có lộ ra, mà là đỉnh đầu trơ trọi, sau đó trên sống lưng, càng có một hàng gai xương bén nhọn, tựa như lưỡi dao tản ra hàng quang. Có tốc độ cực nhanh, rất giống một con rắn mối to lớn, tường cứng rắn như sắt thép, dưới cốt trảo nó lại mềm mại giống như là đậu hũ vậy, chỗ nó bò qua, lưu lại một vết trảo. Dê hai giống như sinh vật, dị hình, bên trong phim, xuất quỷ nhập thần, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi cùng rợn cả tóc gáy hơn so với S2. Mặc dù trương nhất lớn gan như vậy, lúc này cũng rung lên, thân thể không cầm được mà run rẩy. Hồng Diệp Dương Thi Vân nắm chặt tay Hồng Diệp, trên mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai đối mặt tới thời ký tàn khốc này, nàng đột nhiên cảm giác lực lượng mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình chết đi, chính bản thân lại không làm được cái gì. Cổ hồng diệp huyết nhục không rõ, một phát cắn của dê hai này, trực cắn xuống một khối huyết nhục lớn, máu tươi tùy ý tuôn ra, ở bên trong máu loãng mông lung, lờ mờ có thể thấy được xương bả vai trắng héo, trong miệng cũng tràn đầy máu. Vô tận thống khổ lan tràn toàn thân, thân thể của nàng không ngừng co quắp. Vân tỷ, ngươi. Ngươi tốt. Sống thật tốt. Đang nói hết những lời này, Hồng Diệp nghẹo đầu, hoàn toàn chết đi. Không. Ở ngày trong lúc này, tỉ muội chết nhiều như vậy, nhất là Hồng Diệp, để cho Dương Thi Vân gần như hỏng mất vùng ven. Mắt đường tiểu mạc đỏ một vòng, giơ tay lên xoa xoa khóe mắt, giơ cung nỏ cảnh giới bốn phía, mắt đầy oán hận đối với dê hai. Lăng tu không có bao nhiêu tâm tình, nhưng khi nhìn thấy cũng liền chết lặng, hắn hiện tại suy tính, chính là làm thế nào để thoát khỏi dê 2 hoặc làm thế nào để giết chết D2. D2 tuy rằng có tốc độ cực nhanh, nhưng nó có nhược điểm, đó chính là thân mình của nó không giống S2, chỉ cần né tránh cốt trảo, công kích vào thân thể, vậy dĩ nhiên là có thể giết chết nó. Nhưng nói dễ làm khó, dê 2 rất giảo hoạt, thời gian bại lộ trong tầm mắt mọi người quá ngắn, hơn nữa không biết lúc nào nó sẽ phát động tập kích, tựa như một con u linh lơ lửng khiến người không chỗ hạ thủ lúc này dương thi vân nắm một cây ống tuyếp trên mặt đất rời đi đội ngũ chạy hướng về phía phía trước đường phố u ám gò má nàng chảy xuống nước mắt cặp mắt phượng kia lại bắn ra tia lửa phẫn nộ nàng một bên ra sức huy động ống tuyếp một bên lạc giọng kiệt lực lớn tiếng la hét đi ra ngươi lăn ra đây cho ta đi ra a à. nàng béo chết mười mấy nữ trung niên chết cùng với hiện tại hồng diệp cũng chết làm cho một tia lý trí còn sót lại cùng biến mất, nàng hiện tại cái gì cũng không thêm suy nghĩ, nghĩ chỉ muốn chém giết dê hai, ngay cả là bỏ ra sinh mạng cũng không tiếc. Lăng tu, trương nhất cùng với đường tiểu mặt lập tức chạy tới ngăn cản nàng làm loạn, không nói đến dê hai có thể đi ra hay không, trống lớn như vậy, rất có thể sẽ đem tang thi khác đều, nếu là lại một lần nữa bị tang thi vây quanh, bọn họ sẽ thập chết vô sinh. Dương Thi Vân, ngươi đừng như vậy, sẽ dẫn những quái vật khác tới. Đường tiểu mạc hai mắt đẫm lệ giàn dùa, ông chặt lấy Dương Thi Vân, nàng có thể cảm nhận được nội tâm Dương Thi Vân thống khổ. Nhìn thấy đường tiểu mạc, thập phần tương tự muội muội của nàng, Dương Thi Vân khóc lên, thân thể đang không ngừng rung động, giờ khắc này, nàng không còn là thủ lĩnh của trên trăm cô gái, nàng chỉ đành khóc thật to. Khóc lên sau đó, nàng cũng liền từ từ bình tĩnh lại. Dê hai hiện thân, trương nhất bỗng nhiên chất phát gào thét lên. Lăng tu dương mắt vừa nhìn, toàn thân màu gỉ sét cắn cổ hồng diệp, chậm rãi kéo thi thể hồng diệp vào trong bóng tối. Ngươi cái ma quỷ, ta liều mạng với ngươi. Vừa mới mới tỉnh táo không ít dương thi vân nhìn thấy một màn này, nhất thời lại muốn liều mạng cùng dê hai. Lăng tu một thanh kềm chế bả vai của nàng, thản nhiên nói, dương thi vân, ngươi đừng đã quên, ở Nam Biển còn có rất nhiều đồng bạn đang chờ ngươi, ngươi nếu như chết, các nàng liền mất đi người lãnh đạo rất dễ sụp đổ dù cho không vì chính ngươi cũng phải vì các nàng mà suy nghĩ thật kỹ nói một phen lập tức để cho dương thi vân ngốc lăng tại chỗ lăng tu lại không cho nàng suy nghĩ nhiều trực tiếp lôi kéo tay nàng hướng trương nhất cùng đường tiểu mạc nói đi lúc này dê hai thu hoạch thi thể hồng diệp nhất định là núp ở nơi nào đó mà ăn đúng là thời cơ tốt để bọn họ thoát khỏi dê hai bốn người nhanh chóng vội vã rời đi, cảnh hai bên đường phố không ngừng rút lui, bọn họ hầu như đều là chạy trốn. Gió thổi nhẹ, nhưng nó lại như thổi lên từ địa ngục, âm sâm, để cho người ta rùng mình. Sợ hãi đang chi phối, đường tiểu mạc gần như quên mất mệt mỏi trên người, chăm chú theo sau lưng lăng tu. Đối với Trương Nhất mà nói, dê hai là ác mộng, là tồn tại hắn sợ nhất ở thời mạc thế. Chống lại dê hai, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi, mặc dù chạy trốn, thế nhưng hai bắp đùi vẫn rung rung liên tục. Đang lúc bọn hắn cho rằng đã thoát khỏi dê hai thì, một thi thể bị gặm lộ ra xương trắng, máu dầm về từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trước, hoàn toàn đã không còn hình người. Ánh mắt Dương Thi Vân trợn to đến mức tận cùng, khuôn mặt thi thể tuy rằng huyết nhục không rõ, nhưng quần áo trên người làm cho nàng nhận ra, đây là Hồng Diệp, chính là vừa mới chết đi, bị dê hai kéo vào trong bóng tối nàng thoáng cái tan vỡ, rơi lệ không ngừng, cả người tựa như thất hồn co quắp ngồi trên mặt đất. Mẹ nó, súc sinh này quá ghê tởm, nó. Nó muốn triệt để đánh bại chúng ta từ trên tâm lý, chúng ta trốn không thoát, nó một mực ở trong chỗ tối nhìn chúng ta chầm chầm. Trương Nhất hô hấp dồn dập, sắc mặt ảm đạm, cả người không hề còn ý chí chiến đấu. Lông mi đường tiểu mạc rung động, thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà hơi run rẩy, dáng vẻ mảnh mai, làm cho người thương tiếc nàng không nháy mắt nhìn lăng tu vô luận lúc nào chỉ cần có lăng tu ở đây nàng cảm thấy coi như gặp phải quái vật cường đại bọn hắn cũng đều có thể hóa hiểm thành lành lăng tu nhìn thi thể hồng diệp bị gặm ăn không chịu nổi lại nhìn đám người trương nhất song quyền chậm rãi nắm chặt máu tươi trong thân thể từ từ sôi trào trong chỗ sâu đôi mắt kia bắn ra ra sát khí ngập trời các ngươi ở nơi này cũng không được đi Hắn để ba lô trên người xuống, chỉ cầm theo một thanh khai sơn đao, bước về phía trước. Một cổ khí tức không nói ra được, lăng tu mỗi khi bước ra một bước, uy thế trên người liền tăng cường một phần, trong mắt đường tiểu mạc, giờ phút này hắn tự như cùng một vị chiến thần, bóng lưng gầy gò này, khiến người ta một loại cảm giác trầm ổn như một tòa đại sơn. Không ai thấy, ánh mắt lăng tu lóe lên màu đỏ tươi rồi biến mất, mặc dù chỉ hiện lên ngắn ngủi, nhưng là lại tràn đầy yêu dị, âm lãnh. Lẽ nào món ăn tình yêu muốn chém giết quái vật kia sao? Nghĩ đến loại khả năng, Đường Tiểu Mạc liền muốn xông lên kéo hắn trở về, thế nhưng lời của Lăng Tu vừa rồi lại giống như tiếng chuông vậy vang lên bên tai, âm vang hữu lực, có một cổ mệnh lệnh không cho người cãi lời, điều này làm cho nàng thu hồi lại bước chân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.